Chào mọi người, bây giờ lại là kênh YouTube của mình. Mình là Đức Huy, còn Long chào đây. Thì hôm nay mình khá là bận về cái công việc mà làm show cây mọi người. Thì nói ca làm đêm, nói làm ngày liên tục vậy thì là Huy không có thời gian làm dự án như các bạn, cũng như là bữa giờ Huy không có live stream, là Huy đi làm về cũng khá là mệt mỏi, nên mọi người cũng thông cảm Huy. Và Huy cũng ra clip, nhưng mà có clip cũng còn cao gì cho mọi người ha. Thì kỳ rồi hôm qua kia em mới có là clip cứ mổ xẻ vợ cho mọi người xem đấy, thì Huy đã làm cái móc khóa luôn rồi, Huy cũng có đăng cái video cho mọi người xem luôn. Thì hôm nay thì Huy lên cái video này, Huy sẽ chia sẻ về cho mọi người, nói chung là một phần mới, cũng một phần là nó nằm ở xung quanh cái chủ đề cầu lông của chúng ta thôi, chứ là mọi người chơi cầu lông, mọi người chơi phong trào, kể cả học sinh sinh viên luôn, là còn sai về cái quan niệm là thấy vật đẹp là mua. Thì không biết là Huy đã làm clip về cái quan niệm của mọi người á, suy nghĩ như thế nào về cách lựa chọn vợ. Huy nhớ không làm là Huy cũng có một vài video chia sẻ về cái cách để cho mọi người lựa chọn cho mình cái vật phù hợp, mà không theo quan niệm là mọi người bây giờ theo cái quan điểm là thấy vật đẹp là mua để dành tiền. Ví dụ cái vật đó đi, chịu đổi đi, mà bạn nó học sinh sinh viên nữa, thấy cái vật đẹp là mua cho xong được bán, hoặc là thấy cái đôi giày đó ồ đẹp quá nhưng mà giá nó tầm khoảng triệu mấy mua luôn. Thì hôm nay Huy làm clip này, Huy sẽ chia sẻ một vài vấn đề cho mọi người, gọi là suy nghĩ cũng như rút kinh nghiệm ở trong mình có nên mua vợt hay là bất kỳ sản phẩm nào trong bộ môn cầu lông theo cái quan niệm của mình là thấy đẹp là mua. Ok, thì hôm nay sẽ làm video nói về chủ đề này nhé. Ok, thì trước tiên mình sẽ video này đừng quên là like, share, subscribe kênh, nhấn nút chuông để đảm bảo khi có video mới nhất từ kênh Đức Huy cầu lông phong trào. Ok, thì hôm nay là ngày 4/7, sắp xíu nữa thì Huy lên Bình Thạnh có công việc rồi, cho nên là Huy làm tranh thủ làm clip sớm cho mọi người ha. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, thì nói tóm lại là như thế này. Không phải là mấy bạn trên khán giả comment là học trò của Huy nhắn cho Huy là thầy ơi, em nghe nói là có chơi cầu lông mà thầy kiểu là thầy cho vài cái ý kiến khi mà em muốn mua cái vợt này mà không biết giá thành nó như thế nào, mà em thấy nó đẹp quá nên mua không, rồi là cái đôi giày này em thấy nó đẹp quá nên mua không. Thì nói chung á, thì giày á thì có sao Huy mang giày, giá rẻ hay giá mắc Huy không quan tâm, nhưng mà Huy quan tâm ví dụ mà có về giày đi, thì các bạn chỉ nên quan tâm về cái mình mang êm chân, mang phù hợp với chân, mang form giày mình thích cái nhãn hiệu nào mua thôi, còn giá cả thì tùy vào mọi người, tùy vào túi tiền thôi. Huy không nói về giày ha, giày thì Huy quan niệm mua rất là dễ ha, êm, form vừa, mang thoải mái với ôm chân là được rồi, không nhất thiết là phải ở quá cao cấp 1 triệu mấy 2 triệu được kia đâu ha. Vài giày vài trăm Huy cũng mang được, cái đôi giày Unet Pride của Huy đó Huy mang mấy năm rồi, bây giờ bị bung keo Huy chuẩn bị mua đôi mới mọi người. Không phải vài trăm, một cái quan trọng là bền hay không thì do chúng ta tự bảo quản, chứ không phải là giá càng cao cấp là mình mang xịn nó sẽ càng bền, không có quan niệm đó, nó không có gì đặc xịn bền hay không vô mình nữa. Ok, còn nói về vấn đề vợt á, thì á vợt đẹp chưa chắc đã ngon, nhưng mà vợt rơi vào tay của những bạn là phù hợp với cây vợt đó nó sẽ ngon hơn. Tại sao vợt đẹp nó lại ngon, tại sao vợt đẹp nó lại phù hợp hay không vợt, tại vì đẹp nó chỉ là về một cái vẻ bề ngoài thôi, còn nó ngon hay không á, nó còn dựa vào những yếu tố như là Huy đã nói với các bạn rất nhiều về những chủ đề video có nghe chia sẻ cho mọi người xem rồi. Nó dựa vào yếu tố lực tay là một nè, cái trình độ chơi của mình là hai nè, và cái thứ ba nữa là mình chơi bao lâu và cái mức căng hiện tại của mình so với cái vợt mình muốn mua đó nó như thế nào nữa. Ví dụ cái tiêu chí của các bạn là cái vợt đó phải căng mắt nhất là 28 pound, đầu nặng
và thân dẻo thì nó sẽ nằm trong phân khúc là giá bao nhiêu đó, thì mình tìm cái hãng vợt ở đó sẽ có cây vợt mà mình đang muốn chọn đó, giá cả nó như thế nào nữa đấy. Thì giá cả thì tất nhiên mỗi một hãng nó sẽ có một cái giá thành khác nhau, nói chung là nó sẽ chênh lệch nhau vài trăm lên tới cái triệu nữa. Tuy nhiên thì cái giá cả đó nó chênh là như thế nào là do cái vật liệu cấu tạo lên cây vợt đó, chứ không phải là cái vợt đó vì thương hiệu đó mà mắc. Chẳng hạn như tại sao vợt Yonex nó lại mắc đi, tại vì công nghệ thì vẫn là một công nghệ cũ đó. Tuy nhiên thì nó mắc ở chỗ là cái vật liệu carbon nó được cấu tạo nên nó là tiên tiến cái phần cái vật liệu tạo lên cái vật đó. Chẳng hạn như là tại sao có một chiếc xe đạp mua chỉ với giá vài trăm ngàn thôi, nhưng mà tại sao có những chiếc xe đạp lại mua tới giá hai mươi mấy triệu hoặc mười mấy triệu, là do cái cấu tạo của chiếc xe đạp đó bao gồm là những gì, ví dụ như carbon thép hay là kim loại cao cấp. Những cái vật liệu cao cấp đó nó sẽ nâng cái giá thành nó lên sẽ cao hơn, và những cái xe đạp bình thường thì vật liệu nó sẽ làm giảm, nó sẽ làm rẻ lại đi ha. Bền hay không do mình, chứ không phải là giá càng cao là bắt buộc là cái sản phẩm mình chọn nó phải bền. Ví dụ như vợt đi, mình muốn mua một cái vợt nhẹ có đầu đặn có thân dẻo có, mà quan trọng là cái vợt đó nó phù hợp với bạn. Ví dụ như những cái vợt mà cao cấp đi mà nó nằm trong tiêu chí của các bạn, nhưng mà các bạn chơi vài tháng thôi, nhưng mà cái cây vợt đó người ta yêu cầu kinh nghiệm chơi tới 1-2 năm nữa, thì bạn cầm vô bạn cũng đâu có biết đâu, bạn cũng đâu có hợp đâu. Thì mình muốn biết, tại mình muốn biết cái vợt nào phù hợp với lực cổ tay của mình cũng như là cái trình độ của mình, thì mình phải tham khảo những cái vợt nào có giá thành nó rẻ hơn một chút. Chẳng hạn như các bạn chơi nửa năm hoặc 1 năm thì bạn tiêu chí các bạn là nên chọn cái vợt cần cao cấp hoặc là trung cấp để chơi, thì các bạn lựa chọn cái vợt Lanning hoặc là của Zonet cũng có, những cái vợt có giá 1 triệu mấy cũng có ha. Những bạn play game của những cái dòng mà cũ của năm 2020, 2021, 2022 kiểu vậy ha, thì nó không nhất thiết là các bạn phải lựa chọn cái dòng vợt cao cấp chỉ vì một chữ đẹp. Những cái các bạn mua nó đẹp thì giá cao quá sao mua, mà mình lại quên nghĩ tới cái việc là tại sao mình không để ý cái lực tay của mình khi mình cầm cái vợt đó, mình đã có hợp hay không, cái mức căng như thế nào, và cái đầu vợt, cái thân đũa nó liệu cái thân đũa nó cứng hay dẻo. Tại vì cái lực cổ tay của mình, ví dụ tay của mình khỏe đi, mình muốn lựa chọn cái vợt mà cứng trung bình một xíu, đầu vợt nó tầm tì tì xíu, điểm cân bằng cũng khoảng 293, 295, thì mình nên lựa chọn cái vợt nào vừa công được vừa thủ được, nó chơi hơi hướng về toàn diện. Còn các bạn nào lực cổ tay khỏe rồi á thì các bạn nào lên lựa chọn cái vợt thân cứng đầu cạnh đó kiểu vậy. Còn những các bạn nào mới chơi á mà chưa biết được cái lực cổ tay của mình như thế nào, rồi chưa có gọi là biết được là cái trình độ chơi của mình ra sao, mà mình cũng mới tập chơi nữa, thì mình nên lựa chọn những cái vợt, những cái dòng vợt cái giá nó rẻ hơn một xíu, tầm vài trăm, của các hãng như là APAC, VNB và Combo đấy. Ba hãng này còn không nữa, thì các bạn mới chơi á thì mình không biết nên lựa cái vợt nào giá thành rẻ, nhưng mà vợt bắt buộc phải chính hãng nha, chứ không mua vợt khác nha, cái hạn vậy. Thì các bạn nên lựa chọn cái dòng Victlem là cái lựa chọn tốt nhất ha. Đấy, chứ các bạn đừng có quan niệm là vợt đẹp là vợt ngon, đối với Huy không có nha. Cho dù Huy là fan của Yonex nhưng mà Huy vẫn mua Lanolin chơi được, tại vì mặc dù mình là fan của Yonex nhưng mà cái nhu cầu của mình thì những cái vợt Yonex đó không có, nhưng mà vợt Lanolin thì lại có những cái nhu cầu của mình, chẳng hạn như là đầu nặng hoặc là đầu tiền xíu nó không quá nặng, còn thân đũa nó nằm mức trung bình thôi, nó không quá cứng giống bên đũa của Yonex. Thông số thì nó mức căng nó cao hơn Yonex suốt, thì cũng có vậy. Ví dụ như Yonex căng mức căng mắc nhất là những cái dòng cao cấp, những dòng Art Shock kiểu vậy thì 28 bao, nhưng mà bên Lightning thì nó cao hơn 30 hoặc là 32 bao, nó cao hơn, thì mình lựa chọn cái vật đó thôi. Quan trọng là cái tiêu chí của mình như thế nào đề ra thôi, chứ còn quan trọng là vợt thì trên trường có rất là nhiều, mình tha hồ lựa chọn, mà quan trọng là cái tiêu chí của mình lựa cái vật như thế nào cho đúng, và cái giá cả của mình nó vừa túi tiền thôi ha. Ok, thì trong video này mình chỉ chia sẻ những ngọn vậy thôi ha, tại vì Huy không muốn các bạn suy nghĩ sai về cái quan điểm chọn vợt của mình khi mua một cái vợt hay là một đôi giày chẳng hạn. Thì mình nói là clip này
mình mới nói chia sẻ với các bạn nghe như vậy ha. Ok, thì trước khi xem video này mọi người đừng quên là like, share, subscribe kênh. Và ý kiến của Huy nãy giờ Huy suy nghĩ, các bạn có ý kiến khác hay comment số cho Huy biết, và đừng quên là like kênh ủng hộ Huy nha. Và sắp tới thì Huy cũng có theo dõi số người theo dõi trên YouTube của mình, các bạn ủng hộ Huy rất nhiều, nhiều. Huy thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều nhé, cảm ơn rất nhiều mọi người. Ok, thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye. Bây giờ mình sẽ xong mình chuẩn bị đi làm đây. Hẹn mọi người vào liền vào những clip sắp tới. Ok. Và theo số tài khoản của Huy, các bạn yêu thương Huy đừng quên là like, share, subscribe kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Huy và donate cho những lần Huy livestream. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bye bye.